Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình Clip này thì mình lại tiếp tục về cái series đó là Review S cộng SS Đã có bộ skill mới được chỉnh sửa lại Và nhân vật chính trong clip ngày hôm nay đó chính là Mega TNC Một SS tiếp theo đã được chỉnh sửa lại bộ skill mới Và Mega TNC nó sẽ có một cái skin như thế này Thì bây giờ mình sẽ chuyển lại về cái skin cũ để review TNC thì cũng đã có bộ skill mới rồi Thì mình sẽ bắt đầu tiến hành đó là dịch bộ skill của Mega TNC sau Hình ảnh của Mega Mewtwo X này thì đợt sau đó là Mega Mewtwo X sẽ vào trong cái diện đó là uh, chỉnh sửa lại bộ skill Kio đây thì chưa có này đợt này thì uh, có Ray qua ra trước cũng sẽ có bộ skill mới này Meloetta chưa chưa cập nhật đấy là sau TNC có rồi này và đây là hình ảnh ở tiên tức nghĩa là Jacian cũng sẽ có trong bộ skill mới Miojin thì chưa có Shiny Mega Garde, chuẩn bị sắp tới đây cũng đã có bộ skill rồi à, cả đèo nữa cũng sẽ vào chỉnh sửa nốt đợt trước thì mình đã review về Shiny Mega Tiraita, bộ skill mới rồi này và đây là Shiny Mega Tiraita khi vào vào trận nó tạo ra hiệu ứng bão cát này với skill 1 của Mega TNC thì nó sẽ tấn công lên đơn mục tiêu với sát thương gây ra bằng 120% công đặc biệt và nó sẽ tăng cho bản thân nó đó là 10% song công và 10% song thủ trong vòng 2 lượt. Với skill 2 của Mega TNC thì nó sẽ tấn công lên đơn mục tiêu với sát thương gây ra bằng 200% công đặc biệt. Hồi xưa skill 2 của nó là hồi máu dành cho chính bản thân nó thì bây giờ trở thành một đòn tấn công. Và nó cũng sẽ tự hồi cho bản thân nó đó là 15% máu và kèm theo nó sẽ tiến vào cái trạng thái đó là người ánh sáng trong vòng một lượt. Như các bạn thấy nó người nó đang tỏa sáng giống như thế này. Và nó sẽ đặt hiệu ứng đó là cái khiên uh, kim cương nhỏ của nó lên uh, hai đồng đội hệ tiên hoặc là hệ siêu của bên bạn này ở đây nó đặt lên chính nó với cả con Shiny Mega Tiranita. Thì cái khiên kim cương này dựa theo đó 30% song công của Mega TNC. Và nếu đặt lên cái, cái khiên này dành cho đồng đội hệ đá hoặc là hệ tiên Thì song thủ của Pokemon đó sẽ được tăng thêm 20% Và khi cái khiên này bị phá thì sẽ hồi cho Pokemon đó đó là 10% máu với skill 2 của Mega TNC, thì nó sẽ tấn công lên đơn mục tiêu với sát thương gây ra bằng 200% công đặc biệt Hồi xưa skill 2 của nó là hồi máu dành cho chính nó này, nhưng bây giờ chuyển sang đó là tấn công rồi, nhưng mà nó cũng vẫn sẽ hồi máu dành cho chính bản thân nó đó là 15% máu và kèm theo nữa nó sẽ tạo ra hiệu ứng đó là khiên kim cương dành cho chính bản thân nó với cả hai đồng đội mà hệ tiên hoặc là hệ đá. Nhưng mà nếu mà trong tình huống mà bên bạn chỉ có một đồng đội hệ tiên thôi chẳng hạn thì cũng không có đồng đội khác sẽ nhận được hiệu ứng khiên kim cương này của Mega TNC đâu. Và hiệu ứng khiên kim cương này của Mega TNC ờ uh, thì nó sẽ dựa theo đó là 30% song công của Mega TNC này và nếu đặt lên đồng đội hệ tiên hoặc là hệ đá thì song thủ của Pokemon đó sẽ được tăng thêm đó là 20% và khi mà cái khiên kim cương này bị phá thì nó sẽ hồi máu cho Pokemon đó luôn đó là 10% máu và đồng thời khi ra skill 2 như vậy thì Mega TNC cũng tiến vào cái trạng thái đó là cái tỏa sáng giống như thế kia các bạn thấy Mega TNC nó đang kiểu giống như một viên kim cương lóe sáng ấy thì ở cái trạng thái này thì nó sẽ được tồn tại trong vòng một lượt. Thì trong thời gian này thì Mega TNC nó sẽ kháng được một đòn khống chế với cả một hiệu ứng bất lợi đặt lên bản thân nó. Và khi nó bị đánh thì nó cũng sẽ làm cho địch bị giảm đi đó là 10% song công trong vòng hai lượt. Và kèm theo đó là những cái sát thương mà Mega TNC nhận vào thì nó cũng sẽ phản lại bằng hai cái hiệu ứng à, bằng hai cái tia laser đánh lên ngẫu nhiên hai địch và mỗi cái tia laser đó nó sẽ gây sát thương đó bằng nó sẽ gây ra sát thương bằng 300.000 đạn thực đánh lên địch đó và đó là yếu tố thần thánh. Và như các bạn thấy đấy, là Mega TNC nó vừa phản lại những cái tia sáng như vậy. Và như các bạn thấy đấy, skill 2 nhá. À, hiện tại bây giờ có ba con, một Pokemon hệ đất này, một Pokemon hệ tiên này. Thì uh, khi Mega TNC tạo ra cái uh, khiên kim cương như thế này, nó là đặt đúng Pokemon hệ tiên thôi. Mình sẽ giới thiệu về phần nội tại của Mega TNC trước. Uh, khi bắt đầu vào trận đấu thì uh, nó sẽ tạo ra được một cái tường kim cương như thế này Và trong vòng 2 lượt này Bây giờ thì còn có cả số lượt luôn Nhưng mà chắc gì cái tường này nó đã trụ được uh, khoảng lượt đầu Và cái tường này thì nó sẽ dựa theo đó là 100% song công của Mega TNC Và cứ mỗi Pokemon hệ tiên hoặc là hệ đá có trong team của bạn Thì cái tường này nó sẽ được tăng thêm 20% máu nữa Vậy nên là không có hệ đất mà chỉ có hệ tiên với hệ đá trong team bạn Thì cái tường này nó sẽ càng chắc chắn hơn và cứ 20% như vậy thì 5 Pokemon hệ tiên đá thì coi như bạn sẽ được gọi như là tăng đến tầm 100% cái tường này rồi. Và cái tường này của Mega TNC ý, thì nó sẽ dựa theo đó 100% tất cả các chỉ số phòng thủ của Mega TNC để chống lại những đòn tấn công của địch này. Ví dụ như bây giờ Mega TNC có tầm bao nhiêu phòng thủ hay là cái giảm thương các kiểu thì cái tường này nó cũng coi như là hiển thị của Mega TNC luôn. Và đây là một loại mà Uh, vật cản của được triệu hồi từ hệ đá giống như là của Shiny Mega nó sẽ chậm tự triệu hồi đó là cái tượng tường đá thì Mega TNC tạo ra đó là tường kim cương và cái tường của Mega TNC khi mà nó bị phá thì nó cũng sẽ tạo ra đó cái khiên kim cương giống như thế này dành cho toàn bộ đồng đội của bạn này chứ không nhất thiết là Pokemon hệ đá với hệ tiên nữa và kèm theo nữa là nó cũng sẽ gây ra sát thương uh, bằng 2000 cái sát thương thần thánh đánh lên toàn bộ địch luôn ở level 1 skill này. Và sau khi mà cái tường này bị phá thì Mega TNC nó cũng sẽ nhận được đó là một cái thanh kiếm. Như các bạn thấy là Mega TNC đang có thanh kiếm ở trên đầu, đang cầm ở trên tay rồi này cái thanh kiếm của Mega TNC nó sẽ có tác dụng đó là giúp cho Mega TNC khi nhận được hồi máu hoặc là khi mà nó nhận một đòn tấn công chủ động thì ngay tức Mega TNC nó sẽ phóng ra đó là một cái uh, tia sáng phản đòn của nó đánh lên ngẫu nhiên địch với sát thương gây ra bằng 200.000 uh, sát thương thần thánh và nó có thể sử dụng được đó là 4 lần cái đòn phản đòn như vậy. Hiệu ứng tiếp theo về nội tại của Mega TNC đó là khi 7 sao, 6 sao của nó thì đang bị uh, viết trùng lập với cả 4 sao rồi này 7 sao của nó mình sẽ giới thiệu trước đó là nó sẽ triệu hồi ra đó là một cái đá tiên đá tiên các bạn đang thấy ở trên đầu của Mega TNC này hồi xưa thì Mega TNC nó sẽ phải nhờ đó là đồng đội hệ đá hoặc là hệ tiên hoặc là hệ đất có trong tim của bạn thì nó có thể tạo ra được một cái đá tiên như thế này và bây giờ thì Mega TNC nó tự tạo ra luôn chứ không cần những Pokemon đó nữa và nó sẽ được tồn tại trong vòng hai lượt và sau khi hai à, lượt nó biến mất thì nó sẽ cần phải thời gian hồi đó là hai lượt tiếp tiếp thì nó mới tạo ra được này. Trong thời gian mà đang có cái đá tiên như thế này thì uh, nó sẽ chia sẻ đó là 5% song công với cả 20% song thủ của Mega TNC dành cho toàn bộ những đồng đội hệ tiên với cả hệ đá bên bạn này. Cái đá tiên này của Mega TNC thì đây là một loại triệu hồi của hệ đá. Và khi Pokemon hệ tiên hoặc cái đá bên bạn hành động tấn công địch Thì cái đá tiên này nó cũng sẽ giúp cho đòn sát thương của Pokemon đó Được tăng thêm 150.000 sát thương thần thánh này Và kèm theo cũng sẽ hồi lại 5% máu Và nó sẽ được kích hoạt đó là 5 lần trong vòng một lượt Đá tiên thì giúp cho nó ulti miễn phí hay là ngày trước nó chia sẻ đến 50% song công của nó cơ Nhưng bây giờ chỉ chia sẻ đó là 5% song công nhưng mà lại có thêm 20% song thủ Và cũng chỉ Dành cho Pokemon hệ đá với cả hệ tiên thôi. Vậy là chúng ta bây giờ có hệ đá với cả hệ tiên là có thể đi cùng với nhau. Hệ đất, hệ cỏ, uh, hệ tiên thì cũng có thể đi được nhỉ. À, đất với đá thì chúng ta sẽ có đó là Shiny Mega Tiranita đi cùng với cả Diamond Gordon chẳng hạn này. Với Mega TNC, khi 8 sao thì hồi xưa đó là khi mà nó còn đồng đội ở trên sân thì... Uh khi mà nhận một sát thương trí tử thì nó sẽ tạo ra được một cái tường kim cương gấp 3 lần bình thường như thế này và đến lúc lượt hành động kế tiếp của nó nó sẽ được hồi sinh trở lại này thì bây giờ nó không cần thiết có cần đồng đội nữa tự nó đến lượt hành động kế tiếp mà cái tường kim cương của nó gấp 3 lần bình thường này mà vẫn còn thì nó sẽ được hồi sinh trở lại và sức hồi phục đó là 50% máu với cả 500 nộ này skill cũ là hồi phun máu phun nộ Với skill 3 của Mega TNC thì nó sẽ tấn công lên đơn mục tiêu với sát thương gây ra bằng 500% công đặc biệt và kèm theo nữa nó sẽ là hiệu ứng phong ấn kim cương lên địch đó trong vòng một lượt. Và đây chính là hình ảnh tuyệt kỹ của Mega TNC này. Sử dụng cái kiếm thánh của nó thì hiệu ứng kiếm thánh này nó cũng cũng có trong cái bộ skill của nó này. Một hình ảnh tuyệt kỹ màu hồng. Rất là nhiều theo kiểu kim cương luôn mà địch đã bị phong ấn kim cương như thế kia đây là một loại uẩn khống chế ở uh, level 3 địch sẽ không thể hành động này và khi mega tiên mà cái tia sáng đến từ thánh kiếm của nó hay là những cái ánh sáng theo kiểu mà phản đòn lại địch ấy thì mà đánh lên được trúng cái địch mà đang bị dính hiệu ứng phong ấn kim cương này của mega tiên thì nó sẽ bị khúc xạ à, đánh lên luôn những địch mà đứng cạnh mục tiêu đó với sát thương gây ra bằng 200.000 công thần thánh và tổng cộng sẽ được uh, khúc xạ như vậy đó là 6 lần. Và sau khi ra ulti mà Mega TNC đang có kiếm thánh thì nó cũng sẽ bồi thêm một đòn nữa đó là chém kiếm lên toàn bộ địch với sát thương gây ra bằng 100% công đặc biệt và 3.000 sát thương thần thánh. Và với lần đầu uh, 3 lần đầu tiên khi Mega TNC mà kích hoạt đó là cái thanh kiếm của nó ví dụ như là bạn ra đòn tuyệt kỹ này bạn đang có thanh kiếm này thì thanh kiếm sẽ chém lên toàn bộ địch này thì ba lần đầu tiên mà mega tnc chém kiếm lên toàn bộ địch đấy nó cũng sẽ kèm theo đó là xóa bỏ đi một búp của mỗi địch và kèm theo nữa đó là nó cũng sẽ tạo ra được đó là một cái hiệu ứng đồng đội giúp cho toàn bộ đồng đội tăng thêm cái giảm thương cái này là mình dịch theo kiểu dịch bố láo thôi chứ còn là nó chưa có hiệu ứng chính thức nhưng mà mình dịch theo kiểu aura đó là hiệu ứng nhóm dành cho toàn bộ đồng đội này. Còn Dam Reduction tức nghĩa là giảm thương ấy thì mình nghĩ là có khả năng đó là tăng thêm giảm thương dành cho toàn bộ đồng đội của bạn nữa. Thì đó chính là hiệu ứng của 11 sao của Mega TNC này. Nhận xét về Mega TNC sau khi được chỉnh sửa lại bộ skill mới thì cũng hầu như là cũng không có gì thay đổi nhiều lắm. Mốt một vài cái vừa như là ngày trước thì... Nó phản đam nhiều hơn thì bây giờ chủ yếu là khi mà nó tiến vào cái trạng thái tỏa sáng này hay là khi mà nó có thành kiếm thì mới phản đam được này. Còn tiếp theo nữa đó là cái tường của Mega TNC thì ngày trước là dựa theo nhiều hơn đúng không nhỉ? 200% song công hay là bao nhiêu phần trăm song công nhỉ? Tường của Mega TNC thì ngày trước nó sẽ dựa theo nó 400% song công của Mega TNC Thì bây giờ bị giảm đi rồi Chỉ còn đó là 100% song công thôi Và ngày trước là mỗi cái đồng đội mà hệ tiên đá Thì là tăng thêm đó là 50% cái trăm cái máu của tường Thì bây giờ giảm xuống còn 20% Đó cũng là một cái làm cho cái tường của Mega TNC bị giảm đi bớt đi rất là nhiều Hồi xưa thì cái sát thương thần thánh nó gây ra đó bằng 330.000 cơ Thì bây giờ giảm xuống ờ, cũng vẫn thế Ờ đúng rồi hồi trước khi nó tử trận thì nó tạo ra cái tường kim cương gấp 3 lần bình thường và nó khi nó phục hồi thì nó sẽ hồi phun máu với cả là phun nộ thì bây giờ nó bị giảm đi một nửa rồi ngày trước thì cái khiên kim cương của Mega TNC nó sẽ trở lại như là chống được đòn tấn công của địch một đòn tấn công ấy thì nó sẽ không mất máu thì bây giờ hình như là ba lần trong một trận ấy, à ba lần 3 lần trong một lượt nó kích hoạt được như thế đối với tất cả những pokemon hệ tiên và đá tổng cộng 3 lần với mỗi uh, với những pokemon của bạn. Kiểu dạng như hai pokemon này sử dụng hai lần rồi thì pokemon khác sẽ chỉ sử dụng còn một lần thôi thì bây giờ hiệu ứng khiên kim cương này của Mega TNC. Uh, thì coi như cũng giống như là một cái khiên bình thường. Thì đó là những cái thay đổi dành cho Mega TNC. Ngày trước thì được một lần lần miễn phí ulti đến từ cái đá tiên thì đá tiên bây giờ Uh, nó cũng chỉ có dạng như là hỗ trợ tăng thêm 5% song công uh, dành cho toàn bộ đồng đội của bạn dựa theo cái song công của Mega TNC ngày trước là 50%. Thì có giảm nhưng mà giảm thì mình thấy đó là Mega TNC vẫn có thể bổ trợ tốt dành cho team của bạn theo kiểu mà bây giờ giảm uh, đi phần, phần trăm hiệu ứng là chính thôi chứ còn đâu một số cái hiệu ứng uh, tốt của Mega TNC thì mình thấy vẫn còn cho nên là Mega TNC 1S uh, các bạn có thể gọi như là dưới VIP 12 vẫn có thể nên lấy và sử dụng để đi cùng với tim tiên đất đá và lúc này thì chúng ta sẽ có đó là Shiny Mega Tiranita nữa rồi để đi cùng Ok hẹn gặp lại các bạn ở clip kế tiếp chắc là chuẩn bị có thêm Zacian uh, này, Kendall này xong rồi Mega Mewtwo X cũng sẽ vào trong này